Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thấy Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký bên dưới như là động lực cho kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về eSports. Và bây giờ mời bạn xem tiếp video. Từ thuở hồng hoang, với những trận đấu Space War trên đất Mỹ vào thập niên 70 cho đến khi chính thức được đưa vào tranh tài tại ASEAN 2022. Dòng chảy phát triển của thể thao điện tử đã khiến chúng ta mơ về một ngày nó góp mặt tại Olympic, đồng thời là vũ đài chuyên nghiệp cấp cao nhất của thể thao. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một công bố chính thức nào về việc eSports sẽ xuất hiện tại Paris 2024 vì nhiều vấn đề bất cập cả khách quan lẫn chủ quan. Điều đó lại càng khiến chúng ta sốt ruột về một kỳ Olympic với sự xuất hiện của những bộ môn trò chơi điện tử. Thế nhưng trên thực tế, điều đó đã được thực hiện hóa từ cách đây gần 2 thập kỷ với sự ra đời của World Cyber Games. Đây được xem là kỳ đại hội tâm cỡ Olympic của thể thao điện tử, quy tụ nhiều môn eSports đình đám cùng những vận động viên xuất sắc ở mỗi bộ môn đại diện cho những quốc gia tham dự tranh huy chương. Với cộng đồng game thủ thập niên 2000 mà nói, World Cyber Games chính là đỉnh cao đời tuyển thủ, thu hút nhiều sự quan tâm bởi sự chuyên nghiệp và chuyên môn cao. Tuy nhiên, đến năm 2014, sự kiện này bất ngờ bị khai tử, để lại nhiều tiếc nuối. World Cyber Games từ đó cũng dần bị thời gian chôn lấp và chỉ còn xuất hiện trong hồi ức của những danh thủ kỳ cựu. Hôm nay, hãy cùng Cảm Thấy Thao tìm hiểu vì sao sự kiện tầm cỡ thế giới như World Cyber Games lại bị khai tử. Khủng hoảng tài chính năm 2008 và cuộc chia ly với Samsung. Mặc dù phải đến 6 năm sau sự kiện thì World Cyber Games mới bị khai tử, nhưng ngọn ngành của mọi thứ được cho là xuất phát từ đây. Cuộc khủng hoảng tài chính đã manh nha từ giai đoạn 2002 đến 2005. Nó bùng nổ dữ dội vào năm 2007 và 2008, lan ra trở thành cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong đó Hàn Quốc là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng sâu rộng nhất khi có mối quan hệ mật thiết với nhiều phương diện với Mỹ. Đồng won mất giá, doanh thu xuất khẩu giảm mạnh, hụt hơi trong kế hoạch phát triển kinh tế. Hàn Quốc đã rơi vào cuộc suy thoái trầm trọng. Các tập đoàn lớn vốn là trụ cột nâng đỡ kinh tế nước này lao đao. Trong số đó phải kể đến ông lớn Samsung, nhà tài trợ chính của World Cyber Games. Với những tổn thất nặng nề trong cuộc khủng hoảng tài chính từ kỳ đại hội năm 2009, tập đoàn công nghệ nổi tiếng này đã dần lạnh nhạt bởi World Cyber Games. Số tiền đầu tư cho giải đấu bị cắt giảm, kéo theo quy mô và chất lượng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, thập niên 2010 là thời điểm Samsung bắt đầu chú trọng đẩy mạnh thị trường di động. Nhưng các môn chơi chính tại World Cyber Games khi đó vẫn là game PC, nên đôi bên không tìm được tiếng nói chung. Và điều gì đến cũng phải đến, tháng 2 năm 2014, Samsung quyết định ngừng tài trợ, chính thức khai tử World Cyber Games. Không có được định hướng đúng đắn. Nghe qua lý do đầu tiên, nhiều người thắc mắc rằng có rất nhiều tập đoàn nhìn nhận được tiềm năng của eSports. Tại sao World Cyber Games không tìm một nhà tài trợ mới để rồi phải phụ thuộc hoàn toàn vào Samsung? Đây thật ra là điều mà ban tổ chức sự kiện đã nghĩ đến từ khi giải đấu còn trong giai đoạn thai nghén. Nhưng họ lại đưa ra những lựa chọn mà ở thời điểm hiện tại chúng ta không thể cho đó là đúng đắn được nữa rồi. Họ trên thực tế vẫn tìm kiếm nhà tài trợ mới, vẫn có những bản hợp đồng mới được ký kết. Nhưng có lẽ vì những suy tính không chính xác đã làm mất đi tính chất tốt đẹp cốt lõi ban đầu của sự kiện. Đầu tiên là việc bắt tay với Microsoft. Có được sự hậu thuẫn của một gã khổng lồ công nghệ là điều tốt, nhưng World Cyber Games dường như đã chiều chuộng đối tác của mình thái quá. Với bản hợp đồng này, World Cyber Games đã gần như tập trung hoàn toàn vào các game được phát hành trên các nền tảng Microsoft như Windows, Windows Phone và Xbox. Họ đã đi ngược lại với tôn chỉ chung tay phát triển thể thao điện tử một cách toàn diện, nơi mọi môn thể thao điện tử đều có thể được đưa ra tranh tài để giao lưu, cọ sát để tìm ra nhà vô địch. Đến năm 2013, sự kiện này tiếp tục khiến người hâm mộ lắc đầu ngán ngẩm khi ký hợp đồng độc quyền với liên minh huyền thoại Fortnite. Và tất nhiên, khi đã nói đến độc quyền, kẻ thù của trò chơi MOBA này là Dota 2 buộc phải khăn gói. Tinh thần thể thao thường võ, tính Olympic của World Cyber Games đã bị sụp đổ hoàn toàn sau quyết định trên. Họ mất đi sự ủng hộ của cộng đồng game thủ và sự kiện dần lụi tàn. Sự chuyên hóa của những bộ môn eSports. Không giống như những môn thể thao truyền thống thuộc khuôn khổ Olympic, các trò chơi điện tử được nhận sự ủng hộ và đầu tư lớn hơn rất nhiều từ các công ty mạng. Chính vì thế mà xu hướng của thời đại khi bước vào thập niên 2010 là tạo dựng nên những giải đấu mang thương hiệu của riêng họ, chuyên hóa, chỉ trị một game duy nhất. Thay vì là một nồi lẩu thập cẩm như World Cyber Games, sự chuyên hóa này giúp cho giải đấu được nâng tầm về mọi mặt, từ công tác tổ chức, mức thưởng cho đến truyền thông quảng bá. Thời điểm những năm 2011 đến 2013 là lúc
những công ty phát triển game đã đủ lớn mạnh để bắt tay vào việc này. Tiêu biểu là Riot Games với Liên minh Huyền Thoại và Valve với Dota 2. Với sự hào nhoáng, danh tiếng cũng mức tiền thưởng hấp dẫn, những giải đấu chuyên hóa như vậy nhanh chóng thu hút không chỉ các tuyển thủ chuyên nghiệp mà còn cả lượng lớn người hâm mộ. World Cyber Games dần trở thành lão già lạc hậu, bị tụt lại so với thời đại. Những năm tiếp theo, với sự nổ lên của các nhà phát hành độc chiếm thị trường, sự phân bổ trình độ tại mỗi bộ môn eSports lại càng thêm sâu sắc, khiến cho giải đấu mang tính Olympic như World Cyber Games không nhận được sự quan tâm vì thiếu hụt đội tham dự, đồng thời chất lượng cũng đi xuống. Sức hút giảm mạnh, nhà tài trợ cũng không còn nhiệt huyết. Việc World Cyber Games phải dừng lại cuộc hành trình của mình là điều dễ hiểu. Có thể thấy rằng, World Cyber Games đã từng giữ vị thế là sự kiện Olympic của riêng thế giới thể thao điện tử suốt hơn một thập kỷ. Thế nhưng, vì những sai lầm mang tính hệ thống, bao gồm cả chủ quan lẫn khách quan, mà sự kiện đã bị khai tử một cách đầy đáng tiếc. 14 năm được tổ chức, World Cyber Games là một trong những bệ phóng đầu tiên để phát triển nền thể thao điện tử thế giới được vững mạnh như hiện nay. Nó cũng là sự kiện giúp định hình nền eSports của nhiều quốc gia, trong đó nổi bật là Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Hiện tại, dù đã được ngầm xác nhận sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại được nữa, nhưng World Cyber Games vẫn để lại cho các công ty phát triển game, những nhà phát hành bài học về công tác tổ chức và chọn lọc nhà tài trợ. Tuy nhiên, thì những người đặt nhiều tâm huyết vào World Cyber Games cũng không phải quá tiếc nuối, bởi những giá trị mà họ xây đắp nên từ sự kiện đã được kế thừa và phát triển rất tốt với những hệ thống giả sau này. Cụ thể là những giải đấu chuyên hóa từng game đã được đề cập ở trên, chúng tạo dựng được sự uy tín của mình cả về tính chuyên nghiệp lẫn chuyên môn, và dần nhận được sự công nhận của xã hội. Dưới góc độ nào đó, sự khai tử của World Cyber Games chính là một sự hy sinh đầy may mắn. Nó mở ra một chương mới cho thể thao điện tử thế giới. Và giờ đây, khi các môn eSports đã dần có được chỗ đứng trong lòng công chúng, dần được hợp thức hóa trong những kỳ đại hội thể thao lớn, những người yêu mến World Cyber Games chắc hẳn cũng cảm thấy sung sướng. Chúng ta đã nhìn thấy eSports ở SEA Games, sắp tới là Asian Games, thì rất mong một ngày không xa, nó sẽ là Olympic. Đó chính là đích đến cuối cùng, cũng là để hoàn thành ước nguyện được nhìn thấy eSports như một môn thi đấu Olympic của người hâm mộ khắp thế giới. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những video về eSports mới nhất nhé.